Trên bảng xếp hạng V-League, câu lạc bộ Hà Nội đang dẫn đầu với 32 điểm. Công an Hà Nội FC bám đuổi phía sau với chỉ một điểm cách biệt. Ở vị trí thứ 3, Đông Á Thanh Hóa cũng còn nguyên cơ hội vô địch khi đang có 30 điểm. Cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Hà Nội FC và công an Hà Nội FC ở vòng 5 sắp tới có tính chất quyết định tới cuộc đua vô địch. Trận đấu dự báo sẽ vô cùng nóng bỏng, kịch tính cũng như không loại trừ căng thẳng. Thông tin từ VPF hôm nay cho biết ban tổ chức sẽ sử dụng trọng tài ngoại điều hành trận đấu. Cụ thể, trọng tài chính trận đấu là ông Songkran Banmikkiat, 33 tuổi, người Thái Lan, hai trợ lý Trần Duy Khánh, Hoàng Duy Tuất và trọng tài 4 là ông Dương Hữu Phúc. Thuê trọng tài ngoại điều khiển các trận đấu nóng ở V-League là chủ trương của VPF các năm qua nhằm giảm sức ép cho các trọng tài nội, đồng thời làm liệu pháp tâm lý với các đội bóng. Từ năm 2023, VPF sẽ áp dụng công nghệ trợ lý trọng tài video và vào V-League với mục tiêu hạn chế sai sót, nâng chất lượng giải đấu. Một số vòng đấu vừa qua, VPF đã bắt đầu thử nghiệm VAR theo khuyến nghị từ FIFA.